Và chính vì vậy rất mong quý vị có thể dành tặng cho nghệ sĩ ưu tú Trung Kiên và chị Hai Minh Thùy một tràng tay thật to nữa đúng không ạ? Và với là để sân ca của họ Lý Gia Duyên để mời quý vị cùng thưởng thức. Mời người mà sớm